sách VietJack, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn/VietJack Official Store. Xin chào tất cả các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thực hành tiếng Việt, lỗi câu sai logic và cách sửa. Vậy thì thế nào là câu sai logic? Câu sai logic tức là câu có ngữ nghĩa không phù hợp với logic thông thường, ví dụ như thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ hoặc là sử dụng sai các quan hệ từ. Chúng ta sẽ có những dạng lỗi sau. Thứ nhất, đó chính là câu có quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần, các vế không logic do dùng sai từ ngữ liên kết. Ví dụ như Hoàng là người hiền lành, chăm chỉ nên rất yêu thương vợ con. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong câu này, từ liên kết nên không phải là nguyên nhân dẫn đến kết quả rất yêu thương vợ con. Không phải vì Hoàng là người hiền lành, chăm chỉ cho nên yêu thương vợ con, đúng không nào? Mà Hoàng là người hiền lành, chăm chỉ và rất yêu thương vợ con. Như vậy thì nó mới trở thành một cái câu đúng. Tiếp theo, đó chính là câu chứa thành phần đẳng lập không cùng phạm trù ngữ nghĩa. Ví dụ, tôi đã gặp anh ấy 2 lần, một lần vào năm ngoái, một lần ở Hà Nội. Vậy thì việc các thành phần đẳng lập một lần vào năm ngoái, một lần ở Hà Nội nó không có phạm trù ngữ nghĩa khiến câu sai về mặt logic. Vậy thì chúng ta phải sửa lại như sau. Tôi đã gặp anh ấy 2 lần, một lần vào năm ngoái, một lần vào tháng 3 năm nay. Hoặc là các bạn sẽ sửa thành tôi đã gặp anh ấy 2 lần, một lần ở Huế, một lần ở Hà Nội. Vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Các thành phần đẳng lập ý, nó phải có, thứ nhất là nó cùng cái trường từ vựng, đúng không? Ví dụ như các bạn nói rằng là ở đây chúng ta có cái câu là một lần vào năm ngoái. Vậy thì cái lần sau đó nó cũng phải cùng trường từ vựng về mặt thời gian với cái cụm từ năm ngoái, hoặc là một lần ở Hà Nội thì nó cũng phải cùng trường từ vựng về địa điểm là ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh gì đó, đúng không? Cho nên là cái cách sửa ở đây chúng ta sẽ có 2 cách sửa. Thứ nhất là các bạn sẽ sửa lại để cho nó cùng một cái trường từ vựng về thời gian. Thứ hai là để cho nó cùng một cái trường từ vựng về địa điểm, giống như cô sửa trên màn hình đó, đúng không nào? Tiếp đến đó chính là câu có các hành động được sắp xếp không theo một trật tự hợp lý. Ví dụ, nó nhắm mắt lại, cố gắng ngủ và nằm xuống giường. Vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Lỗi ở trong câu này là những cái hành động nó không được sắp xếp theo một trật tự logic, đúng không? Đáng nhẽ phải là nằm xuống giường trước, sau đó mới nhắm mắt và cố gắng ngủ. Nhưng ở đây lại nhắm mắt, cố gắng và sau đó mới nằm xuống giường thì nó sai cái trật tự thông thường. Chúng ta phải nằm xuống giường rồi chúng ta mới nhắm mắt lại và cố gắng ngủ, đúng không nào? Vậy thì cách sửa là chúng ta sẽ đảo cái hành động xảy ra trước lên và cái hành động xảy ra sau xuống phía dưới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thực hành trong sách giáo khoa nhé. Với bài tập số 1, bài tập đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ chỉ ra lỗi logic trong các câu dưới đây và nêu cách sửa. Câu đầu tiên, trong truyện Truyện Kiều nói chung và bài học này nói riêng, thế giới con người có sự kết nối với thế giới cõi âm. Vậy thì ở đây chúng ta thấy có cái liên từ và. Vậy thì cái từ và này nó sẽ khiến cho cái vế đằng trước và cái vế đằng sau nó có cái sự đẳng lập với nhau, đúng không? Tức là chuyện Truyền Kỳ nói chung và bài học này nói riêng, hai cái vế chuyện Truyền Kỳ nói chung và cái vế bài học này nói riêng nó là hai cái vế đẳng lập nhau, cho nên là không có cùng phạm trù ngữ nghĩa, nó khiến cho câu sai về mặt logic. Và chuyện Truyền Kỳ không phải là cái chung và nó không thể bao gồm bài học này. Vậy thì chúng ta có thể là thêm từ ngữ để các thành phần đẳng lập có quan hệ ngữ nghĩa tương hợp. Ví dụ, trong chuyện Truyền Kỳ nói chung và chuyện Truyền Kỳ ở bài học này nói riêng, thế giới con người có sự kết nối với thế giới cõi âm. Câu số 2, người viết đã lấy các ví dụ trong thơ nôm của Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Truyện Kiều để chứng minh cho nhận định này. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái lỗi nó rất là rõ ràng. Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Truyện Kiều, nó là những cái thành phần đẳng lập và được liệt kê ra cùng một cái trường từ vựng về tác giả, đúng không? Nhưng ở đây Truyện Kiều nó không phải là tên tác giả mà nó là tên tác phẩm, trong khi Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương nó là tên tác giả. Vậy thì chúng ta sẽ sửa như thế nào? Chúng ta sẽ thay thế Truyện Kiều bằng tác giả của cái tác phẩm này, đó chính là Nguyễn Du, đúng không? Hoặc là các bạn sẽ thay cái thêm là Truyện Kiều của Nguyễn Du, hoặc là các bạn bỏ Truyện Kiều đi, các bạn ghi của Nguyễn Du thôi. Ví dụ là gì? Người viết đã lấy các ví dụ trong thơ nôm của Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du để chứng minh cho nhận định này. Hoặc người viết đã lấy các ví dụ trong thơ nôm của Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương và Truyện Kiều của Nguyễn Du để chứng minh cho nhận định này. Được chưa ạ? Hoặc là nhé, các bạn có thể sửa rằng là các bạn cái cách số 2 ấy, nếu các bạn thấy chưa thỏa mãn thì các bạn có thể lấy một cái tác phẩm thơ nôm của Nguyễn Trãi, của Hồ Xuân Hương và cùng với cái Truyện Kiều của Nguyễn Du các bạn thêm vào, tức là thêm cái tác phẩm của người ta vào. Đấy, thì như thế là câu nó sẽ đầy đủ và không ai bắt bẻ được mình cả. Tiếp đến câu số 3. Em đã được học nhiều thể loại văn học như tiểu thuyết, kịch và các thể thơ khác. Vậy thì ở đây lỗi nó vẫn là lỗi về cái sự đẳng lập, đúng không? Tiểu thuyết, kịch và các thể thơ khác nó không cùng cấp độ. Tiểu thuyết và kịch nó là các thể loại văn học, trong khi các thể thơ khác thì không như vậy. Việc các thành phần đẳng lập không tương đồng về phạm trụ ngữ nghĩa nó khiến cho câu trở nên sai logic, đúng không nào? Đó, thơ nó là một thể loại và trong thơ nó lại gồm những cái tiểu loại khác nhau, đúng không? Đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ thay đổi các từ ngữ nhé, cho phù hợp hơn. Như là gì? Em đã được học nhiều thể loại văn học như tiểu thuyết, kịch, thơ, hoặc là tiểu thuyết, kịch, trữ tình, đấy, vân vân. Câu cuối cùng, câu D. Trong rạp chiếu phim chỉ còn lại hai người, một người cao gầy và một người mặc áo trắng quần xanh. Thì ở đây các thành phần đẳng lập nó cũng không cùng phạm trù ngữ nghĩa với nhau. Một người cao gầy là nói về cái hình dáng của họ, còn một người mặc áo trắng quần xanh là cái gì đấy, lại đề cập đến cái trang phục, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái cách để chúng ta thay đổi. Thứ nhất đó chính là trong rạp chiếu phim chỉ còn lại hai người, một người cao gầy và một người thấp bé, hoặc là trong rạp chiếu phim chỉ còn lại hai người, một người mặc váy đỏ và một người mặc áo trắng quần xanh. Tức là chúng ta đưa nó về một cái phạm trù thôi, một là phạm trù về hình dáng hoặc hai là phạm trù về trang phục. Câu tiếp theo, mặc dù đến muộn nhưng nó không kịp lên chiếc xe buýt cuối cùng. Ở đây câu này là câu sai về cái cặp từ ngữ liên kết, đúng không? Đó chính là mặc dù nhưng. Vậy thì đến muộn, mặc dù đến muộn phải là gì? Mặc dù đến muộn nhưng mình có thể sửa rằng là mặc dù đến muộn nhưng nó vẫn kịp lên chiếc xe buýt cuối cùng, hoặc là vì đến muộn nên nó không kịp lên chuyến xe buýt cuối cùng. Được chưa ạ? Mặc dù mà, mặc dù nhưng mà, mặc dù thế này nhưng mà thế kia, tức là hai cái vế nó phải tương phản nhau. Ở đây muộn, các bạn đến muộn thì chắc chắn theo lẽ thông thường đến muộn thì chắc chắn là sẽ không kịp xe buýt, đúng không? Nhưng mà ở đây mặc dù đến muộn nhưng nó vẫn lên kịp chiếc xe buýt cuối cùng. Đó, thì chúng ta có thể sửa như vậy. Hoặc không, chúng ta có thể sửa cái cặp liên kết ở đây đi, là vì nên, sử dụng nguyên nhân kết quả. Vì đến muộn nên nó không lên kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Câu tiếp theo, mẹ tôi muốn tôi trở thành một nhà trí thức hoặc một nhà khoa học, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Nhà trí thức ở đây nó bao gồm cái nhà khoa học, tức là nhà trí thức nó là tập mẹ, đúng không? Còn nhà khoa học nó là tập con, nằm trong cái tập mẹ này. Vì vậy ở trong câu này việc đặt hai cái cụm từ trong một cấu trúc lựa chọn là không hợp lý. Chúng ta có thể nói rằng là gì? Mẹ tôi muốn tôi trở thành một nhà trí thức, hoặc là mẹ tôi muốn tôi trở thành một nhà khoa học. Đó. Vì quá đói nó xúc từng muỗng nhai ngấu nghiến và mở hộp cơm trưa ra. Ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Phải mở hộp cơm ra thì mới xúc từng miếng nhai ngấu nghiến được chứ, đúng không? Làm sao mà chưa mở hộp cơm thì làm sao mà xúc được? Thì ở đây cái hành động nó có sự xáo trộn và sắp xếp không hợp lý. Hành động mở hộp cơm phải xảy ra trước cái hành động là xúc từng miếng, cho nên là chúng ta phải sửa lại thành là gì? Vì quá đói, nó mở hộp cơm trưa ra, xúc từng muỗng, muỗng nhai ngấu nghiến. Thần núi luôn là người chiến thắng, nên sau các cuộc giao tranh, đền đài của ngài cũng có phần tổn hại. Thì ở đây chúng ta thấy cái từ liên kết đến nên, tức là sai rồi. Thần núi luôn là người chiến thắng không phải là nguyên nhân của cái gì. Sau các cuộc giao tranh, đền đài của ngài cũng bị có phần bị tổn hại. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Người chiến thắng, đúng không? Chiến thắng và cái ngôi đền bị tổn hại, nó là hai cái đối lập nhau, cho nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái từ ngữ liên kết là gì? Mặc dù nhưng, đúng không? Mặc dù thần núi luôn luôn là người chiến thắng, nhưng sau các cuộc giao tranh, đền đài của ngài cũng có phần bị tổn hại. Đó. Hoặc là chúng ta có thể sửa thành là thần núi luôn luôn là người chiến thắng, nhưng sau các cuộc giao tranh, đền đài của ngài cũng có phần bị tổn hại. Đó, chúng ta thêm từ nhưng vào cũng được. Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng Lan lại là một cô gái xinh đẹp và giản dị. Vậy thì ở đây chúng ta thấy quan hệ ngữ nghĩa giữa các vế không logic với nhau. Cụm từ sinh ra trong một gia đình giàu có và là một cô gái xinh đẹp nó không thể được đặt trong một mối quan hệ tương phản như thế được, đúng không? Tuy nhiên, sinh ra trong một gia đình giàu có và rất giản dị thì lại có thể dùng cái cặp từ ngữ liên kết mặc dù nhưng. Đó. Vậy thì chúng ta có thể bỏ bớt thông tin đi, đúng không? Bởi vì cái việc mà sinh ra trong một gia đình giàu có ấy, nó không liên quan đến gì đến cái gọi là cái sắc đẹp của một người phụ nữ cả, đúng không nào? Đấy, và vậy thì chúng ta có thể bỏ bớt thông tin đi, là một cô gái xinh đẹp đi, hoặc là sinh ra trong một gia đình giàu có đi. Ví dụ như là gì? Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Lan lại rất giản dị, hoặc là Lan là một cô gái xinh đẹp và rất giản dị, như thế thôi. Bài số 2 là cái bài mà chúng ta sẽ tìm lỗi sai logic trên báo chí và lời nói hàng ngày nếu cách sửa. Thì ở đây cô có tìm được trong một cái nghiên cứu về những cái lỗi hay gặp trên báo chí như sau. Thứ nhất là báo Sinh Viên số 40 này, người ta có cái câu là chơi thời trang. Vậy thì cái câu này thiếu chủ ngữ, dân chơi thời trang, đúng không? Tiếp đến là báo Sinh Viên số 40, lo bánh sẽ bị ế. Ở đây cũng thiếu chủ ngữ, nương lo bánh sẽ bị ế. Những quan điểm của ông được thừa nhận rộng rãi. Hàng loạt bài nghiên cứu. Tiếp theo thiếu vị ngữ ở câu thứ 2, đúng không? Hàng loạt bài nghiên cứu tiếp theo như thế nào, đúng không nào? Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Đây là những cái lỗi thiếu chủ ngữ và vị ngữ, đúng không? Chứ không phải là những cái lỗi sai về mặt logic. Tuy nhiên thì cô bạn sẽ đưa vào đây để các bạn chú ý rằng là gì? Hiện nay các bạn viết văn các bạn thường rất là hay thiếu chủ ngữ, vị ngữ. Đó, thậm chí là những cái lỗi về mặt logic các bạn cũng hay gặp rồi, nhưng mà cái lỗi về cái việc mà các bạn thiếu chủ ngữ, vị ngữ nó cũng càng hay gặp hơn. Cho nên là các bạn phải chú ý, dù là sai về mặt logic hay là chủ ngữ, vị ngữ thì các bạn cũng cần phải chú ý rà soát lại tất cả các câu văn của mình khi mà viết văn xong, được chưa? Đó, thì cái sai lỗi logic trên báo chí này thì cũng có rất nhiều, các bạn có thể tìm thấy ở trong những cái trang thời sự này, ở trên báo Nhân Dân, Quân Đội, vân vân. Để các bạn thử tìm xem là nó có sai không, và sai thì mình sẽ sửa lại những cái lỗi liên kết đó. Bài số 3 là các bạn sẽ trao đổi với bạn bè về một bài văn nghị luận và sau đó sửa lỗi logic. Thì cái này dễ rồi, có thể là hai bạn tự viết cái bài nghị luận ra và sau đó trao đổi để sửa lại cho nhau. Đó, như thế thì chúng ta sẽ biết được rằng là mình còn sai sót chỗ nào. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.